đại lý của đèn xô hạng A này cần chơi cả một màn hình LED siêu to khổng lồ. Đại lý là to vặn nha. Đấy, đây là brand shop của Gardia. Trung thành rất to đẹp. Nhìn hoành tráng nha, to nhỉ. Đây là toàn ở đâu? Thái Lan à, đây là nhìn ở mấy nước nữa. Kia là Indo đấy. Cửa cũng ở biển màn hình LED anh xem chưa? Chưa. Chém gió à? Đây có cả các đoàn của Thái Lan, Indo. Đây chắc mấy ông Indo ấy thôi. Đấy, đại lý tiêu biểu rất đẹp. Nhìn nó này giống Indo nhỉ. Đây chắc là đại lý ở bên lý. Này có các đại lý ở Đông Nam Á, Thái Lan, Indo rồi mấy nước nữa sang học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam. Đây là quang cảnh đèn số hạng A ở thành phố Bắc Ninh. Anh em sale của Gardia. Xe rất đẹp. Ocean. Đây mấy ông Đông Nam Á này, sang Việt Nam học hỏi. Đây là mấy ông Đông Nam Á. Mộng Hồn Quát, đây có phòng 2, thì hơn nét hát. Phong Bắc Linh.
tại 88 quốc gia trên toàn thế giới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.